hơn 2.000 năm, Ngài đã đi gõ cửa từng quán trọ. Hôm nay, Ngài cũng đang đến gõ cửa từng nhà chúng ta. Ngài không đến trong thân phận một vị vua uy nghi, quyền thế, nhưng Ngài lại hiện diện nơi những tâm hồn đơn sơ, khiêm cung bé nhỏ. Nhất là những nơi mảnh đời đang bị người đời chối bỏ, ruồng bỏ. Liệu mỗi người chúng ta có nhận ra được Ngài và đón tiếp Ngài vào trong nhà chúng ta hay không? Hay chúng ta vẫn tiếp tục thờ ơ, thậm chí là xua đuổi Chúa ra khỏi cuộc đời mình? Câu trả lời dành riêng cho mỗi người chúng ta. Giờ đây, chúng ta bước vào phần 2 của đêm thánh, đêm lặng với hài nhi Giêsu, với những lời ca vũ khúc để hoan ca mừng Chúa Giáng sinh. Kính thưa cộng đoàn, Giáng sinh là thời gian những đứa con dù ở xa nhà cùng về đoàn tụ. Những người lớn dù bận rộn đến đâu cùng dành thời gian cho gia đình của mình. Những đứa trẻ thì cố gắng ngoan hơn, cư xử phải phép hơn, vì chúng mong ước một điều, một phép màu xảy ra với chúng vào đêm Giáng sinh, đó là Chúa Hài Đồng sẽ tới và phát quà cho chúng. Vâng, đó cũng chính là tâm tình của vũ khúc Đinh Đông Giáng sinh xung vầy sẽ được các em lớp lá trường mầm non Sao Biển biểu diễn. Xin mọi người cùng thưởng thức. Thank you.
Xin cộng đoàn dành một tràng vỗ tay thật lớn nữa để khích lệ.